Bank of America tiếp tục là một trong những đại gia ngân hàng tại Mỹ báo lỗ sau quý 1 2016. Chịu tác động tương tự từ sự suy yếu của các khoản phí quản lý đầu tư, JP Morgan Chase cũng có kết quả không khả quan hơn mặc dù chỉ mới đi qua 3 tháng của đầu năm nay. Theo công bố của Bank of America, lợi nhuận quý 1 năm 2016 của ngân hàng này đã giảm đến 18% so với cùng kỳ năm ngoái, đây được xem là hệ quả tất yếu sau khi ngân hàng có trụ sở tại Bắc Carolina đối diện với sự suy giảm đáng kể của nguồn thu từ mạng quản lý đầu tư khách hàng. Báo cáo lợi nhuận được công bố sau khi Bank of America quyết định chia cổ tức với giá trị 21 cent một cổ phiếu. Con số này thấp hơn 4 cent so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, Bank of America không phải là đại gia duy nhất trong ngành ngân hàng tại Mỹ, đón nhận những thông tin thiếu tích cực sau 3 tháng đầu năm. Một tuần trước đó, JP Morgan Chase cũng đã đưa ra bản báo cáo doanh số tụt giảm đến 6,7%, dù lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu vượt kỳ vọng. Trong tuần này, một tập đoàn ngân hàng khác là Citibank cũng sẽ sớm công bố báo cáo tài chính quý đầu năm nay.